Alo gia đình, làm về đồ nha. Chồng nói gì khi thắp hương với bố? Chồng nói con xin lỗi bố nha, lâu lắm con chưa về quê nha. Xin lỗi bố. Con nói cuối tuần này con về Sầm Sơn, rất sức khỏe nha, vui chơi với gia đình, đúng không? Và hôm nay con sẽ dọn dẹp cho bố nha. Dọn dẹp nhà của bố nha. Nói tiếng Việt hay là nói tiếng Anh? Nói tiếng Việt mà. Tiếng Việt á? Tại vì mọi người hỏi là... Nhưng mà khi chồng gặp vợ nha, chồng không được nói tiếng Việt ạ. Tại sao? Chồng phải nói tiếng Anh với bố nha. À, lúc mới gặp. Chồng hy vọng bố hiểu tiếng Anh nha. Có nghĩa là lúc mới gặp thì là chồng nói chuyện Anh. Bây giờ nói tiếng Việt được.